Cuộc chiến đấu suốt 81 ngày đêm để bảo vệ thành cổ Quảng Trị đã đi vào lịch sử cách mạng của dân tộc và thế giới. Từ ngày 28 tháng 6 năm 1972 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, mảnh đất vẻn vẹn 6 km vuông đã hứng chịu hơn 328.000 tấn bom đạn các loại của Mỹ, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã từng thả xuống Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Thế nhưng, quân và dân Quảng Trị vẫn hiên ngang đứng vững và đánh bại quân thù, lập nên chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngoài thành cổ Quảng Trị, lịch sử cách mạng Việt Nam còn nhắc đến những địa danh nổi tiếng đã gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ như đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, sông Thạch Hãn, dốc Miếu, Cồn Tiên. Qua những ngày tháng ác liệt mà giữ được thành cổ cho đến ngày hôm nay hòa bình lập lại, mà thường hàng năm chúng tôi có vào thắp hương cho các đồng chí. Nào chúng tôi vào đến đây là chúng tôi không cầm nổi nước mắt được, bởi vì đồng đội chúng tôi còn ở đây nhiều lắm, không về được, chưa về được. Chiến tranh đã lùi xa 48 năm, nhưng các thế hệ người dân Quảng Trị vẫn luôn mang trong mình sự tự hào vì được sống trên vùng đất tuyến đầu của cuộc kháng chiến. Với hơn 400 di tích chiến tranh còn lại, 72 nghĩa trang liệt sĩ với gần 60 liệt sĩ trong cả nước an nghỉ, trong đó có 2 nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín và Trường Sơn. Quảng Trị thực sự là bảo tàng chứng tích chiến tranh và là địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước. Như chúng tôi đây là người sống hai chế độ, một thời trước của vùng đi thầu và sau này là vùng giải phóng, hai cái nguồn dân nhập lại với nhau thì đã hòa đồng đoàn kết, bắt đầu là xây dựng quê hương. Như gia đình chúng tôi đây cũng là, trong gia đình chúng tôi cũng có hai cái nguồn dân, làng tôi có hai nguồn dân hòa nhập nhau và xây dựng quê hương cho đến bây giờ. Nói chung là tỉnh Quảng Trị đã đoàn kết và làm theo lời của Đảng và dân đã hợp lòng và xây dựng đất nước đi lên rất là tốt đẹp. Để khắc phục hậu quả chiến tranh, Quảng Trị đã tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ cao. Từ đất khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, Quảng Trị đã tạo ra những sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của cả nước như dưa lưới, gạo hữu cơ, hồ tiêu. Về công nghiệp, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung. Đặc biệt, những năm gần đây, tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư vào du lịch, nhất là du lịch biển để đưa ngành này trở thành mũi nhọn. Qua đó tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Du lịch là một cái ngành kinh tế mũi nhọn, cho nên còn đã có nhiều cái chủ trương khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư, trong đó kết hợp cái đầu tư du lịch biển, trong cái hình thành cái tam giác du lịch biển giữa Cửa Tùng, Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ, và đã có là hỗ trợ để đóng các cái tàu mới để đưa khách du lịch. Cái thứ hai, hỗ trợ khuyến khích các cái doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn cũng như các cái chính sách ưu đãi khác của địa phương như đất đai, rồi các cái mặt bằng, rồi là hỗ trợ về cái xúc tiến đầu tư. Từ vùng đất bị chiến tranh tàn phá đến hoang tàn, sau 48 năm giải phóng, ngày nay Quảng Trị vươn mình phát triển và hội nhập. Năm 2019, thu ngân sách tỉnh đã đạt trên 3.100 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người gần 50 triệu đồng, tốc độ phát triển đạt trên 7,7%. Chưa dừng lại ở đây, người dân Quảng Trị đang cùng chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.